Vâng, xin được kính mời ông Lê Thanh Tùng sẽ trao biểu tượng cho đoàn trúc viện và ông Minh Thanh Linh sẽ trao tặng bằng khen để tôn vinh những cái kinh nghiệm nhận được được tôn vinh trong đoàn trúc viện. Xin được cảm ơn ạ. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời đại diện của công ty cổ phần tập đoàn Long Trời ở địa chỉ 72 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ 79 Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ được chúc mừng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại điện tử Bưu Chính Việt Nam, xuất chi nhánh Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. Good.
Và xin chúc mừng và chúng tôi sẽ được mời đại diện thương hiệu muối sấy Ngọc Yến. Ở địa chỉ quốc lộ 30, thị trấn Thanh Bình, Thanh Bình, Đồng Tháp. Xin chúc mừng và xin mời đại diện của công ty trách nhiệm hữu hạn Vinfarm. Ở địa chỉ 89/20 Phan Bui X, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Mời đại diện Vinfarm. Xin chúc mừng và mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Phi Long, ở phường Nghĩa Thành, thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Mời đại diện công ty Phi Long. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mọi người lui lui dần sau anh ơi, ngồi lui sau lấy hết mới được hết hình. Mọi người lui dần sau anh ơi. Anh ơi, ngồi lui dần sau lấy hết hình. Để điện thoại cho anh Cường. Xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để chúc mừng những doanh nghiệp tôn vinh trao tặng đất Việt. Một lần nữa xin được chúc mừng, xin cảm ơn.